Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là Tây Giờ Liên Quân đây. Thì hôm nay đó là cũng là mừng năm Tết rồi, hình như là cũng hết Tết rồi anh ạ. Đó, thế nên hôm nay thì mình sẽ bắt đầu quay trở lại làm video đều đặn nhá. Đó, bù cho những tháng ngày mà Tết không làm video. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái video về vị tướng Lavin Part 2, nhưng với bộ trang phục Lavin xạ thần tinh hải. Đó, do bạn Hữu Liêm đã cho mình mượn link để test nhá. Đó, và hôm nay thì cũng song song với cái việc review về cái trang phục này thì mình cũng muốn mang đến cho anh em một lối trang bị mình thấy khá là hay của vị tướng Lavin. Đó chính là một lối trang bị có thể giúp vị tướng Lavin thả diều cực kỳ là mạnh đó trong giao tranh nhá. Đó, và anh em có thể áp dụng leo danh, mình thấy khá là tốt đấy anh ạ. Đó, và về cái lối phù hiệu ngày hôm nay của mình thì nó cũng như cái clip trước thôi. Đó vẫn là cái lối phù hiệu tương phản bí quyết tinh linh và hai lối phụ, đó chính là hồi máu siêu tốc và thợ săn. Rồi thì pha này chúng ta sẽ lui vào farm lính nha. Đó, đầu trận thì chúng ta không hổ báo đâu anh ạ. Chứ còn hổ báo đầu trận thì cũng khá là toang dành cho vị tướng Lavin. Đó, với cái bộ trang phục ngày hôm nay thì mình thấy hình như cái bộ trang phục lại là bộ trang phục đắt nhất của vị tướng Lavin ấy ạ. Đó, mới mức giá bán 799 con huy, nhưng mà Tết như được giảm thành 699 anh ạ. Đó nên mình nghĩ là bạn nào mà sở hữu được bộ trang phục này thì mình nghĩ cũng khá là chát đấy nha. Nhưng mà nó đắt thì lại sắt ra miếng ạ. Đó, nhưng mà tuy đắt một tí nhưng cái hiệu kỹ năng của vị tướng Lavin này khá là đẹp. Đó, trau chuốt toàn đánh thưởng. Thôi chết rồi, Nakroth vào rồi anh em ơi. Quả lại không biết rút kịp không nhỉ. Khả năng là không kịp rồi. Nhưng mà không sao, đó, tuy là bị mất một mạng mà chúng ta có hai mạng thì vẫn cứ là lãi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cố ra mình farm tiếp nha. Đó, lấy level 4 và cho anh em thấy lốt cái ulti của vị tướng Lavin này. Đó, như mình nhớ không nhầm mà mấy cái trận trước mình có đánh thử ấy, thì ulti là bắn ra một con chim Phượng Hoàng. Đó, Phượng Hoàng mang cái phong cách là kiểu robot một tí nhá. Đó, bắn xuyên map nha, trông cực kỳ là đẹp. À, từ từ nha, ở đây một cái pha chói vào vị tướng Mina. Và Mina đã phải vào trong trụ và lượng máu đang được cấu đi là rất nhiều. Tiếp tục bật chiêu 1, đó, xả đạn liên tục ấy ạ. Đấy, anh em thấy chưa, rất là thấm luôn. Đó, Lavin bây giờ sơn súng phát nó khác luôn anh ạ. Hay là do lối bảng ngọc ngày hôm nay của mình nhỉ. Đó, cái lối bảng ngọc ngày hôm nay của mình giống vị tướng Lavin thì mình cũng dùng khác với cái lối bảng ngọc hôm trước. Đó, dành cho Lavin trong mùa 17 clip hôm trước ấy. Đó thì mình ép là 10 viên tốc đánh và tỷ chính mạng. Còn cái trận ngày hôm nay thì mình sẽ ép thêm khoảng 3 đến 4 viên tỉa chí mạng. Đó, và còn lại 6 viên là mình sẽ lắp là tốc đánh và tỉa chí mạng nha. Đó, để cho trong cái đoạn đầu trận bị tướng Lavin chúng ta có thể farm lính được tốt hơn. Đó, thỉnh thoảng lùi chí mạng thì farm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, và bây giờ chúng ta đã có ulti rồi nha. Đó, bắn thử quả ulti, nó khá là khét, rồi bắn trúng vào Mina rồi. Nhưng mà quả này thì hơi gần anh ạ. Đó nên chúng ta chưa kịp check cam rồi. Mà không sao, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục farm nha. Và ở đường trên này đang đánh nhau, người ta gọi là hỗn loạn rồi. Và Violet lên. À, từ từ góc vui là anh em ơi. Nó đánh nhau mà không có mình thì sao đánh đây. Rồi, chiêu 2 cộng thêm chiêu 1, tăng thêm yếu làm chậm và tiếp tục bắt được vào Violet của team bạn. Và một cái mẹo nhỏ nhỏ cho anh em nào mà chơi vị tướng Lavin này, thì cái chiêu 2 của vị tướng Lavin nó không chỉ có tác dụng có thể giúp chúng ta kháng hiệu ứng đó khi team địch nó hất cái hiệu ứng khống chế vào chúng ta, mà nó có thể giúp chúng ta tăng thêm cái tỷ lệ làm chậm vào đối phương khi chúng ta kích hoạt chiêu 1 nha, hoặc đòn đánh thưởng. Đó, thế nên khi chơi Lavin những cái pha mà đi ganh ấy, mình nghĩ anh em lên bật chiêu 2 xong này, đó chúng ta hãy bật chiêu 1, đó bắn vào đối phương thì sẽ gây hiệu ứng làm chậm. Đó, rất là khó chịu nha. Đó, thì những cái pha mà chúng ta đi ganh thì cái tỷ lệ thành công khá là cao. Chứ còn ngược lại mà anh em giữ cái chiêu 2 đấy để làm một cái chiêu mà người ta gọi là gì nhỉ, để hiện miễn hiệu ứng khống chế ấy, thì nó cũng khá lan toàn thôi. Mà những cái pha mà đi ganh ấy, thì chúng ta sẽ thiếu làm chậm. Đó, lên khi chơi thì anh em nên combo nhuần nhuyễn cả chiêu 2 và chiêu 1. Đó thì nó sẽ là phù hợp nhất cho cái vị tướng Lavin này nhá. Đó, bây giờ thì mình đã gần lên xong cái thanh kiếm rồi. Đó, đợi mình lên xong lốt cái thanh kiếm thì chúng ta sẽ chuyển qua là lên cái chùy cổ để có thể giúp vị tướng Lavin này hit and run mạnh hơn nhá. Đó, đây là một lối trang bị mình thấy khá là hay để cho vị tướng chúng ta có thể vừa hit and run vừa bắn khá là mạnh. Rồi, một hit và bay màu Mina. Đó, anh em thấy chưa, những cái pha tập kích gần này và có từ 3 đối phương trở lên, hầu như Lavin không ngán bất cứ thanh niên nào. Còn đây một cái pha luyện ngục từ má Lộc hất tung vào vị tướng Alistair và Tơ đã vài lần rồi. Và người còn lại trong trụ đó chính là vị tướng Violet mà team chúng ta đã bị hết lính mất rồi. Đó, có đấy mà còn lính mình nghĩ sẽ ăn được cái vị tướng Violet anh ạ. À thôi, ngộ không đi rồi. Quá là ngon nha, tự nhiên để thêm mạng nữa rồi. Và 6-1 đó trong dạng đầu trận này. Đó thì cũng rất là xanh xao nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái quả cầu tuyết này và win trận đấu. Có càng sớm càng tốt, tại vì nếu đánh về lết trận này mà team bạn nó Nakroth với ngộ không thì mình nghĩ cũng sẽ là hơi khó thở cho mình rồi. Rồi, còn pha này chúng ta cứ từ từ nha, chúng ta sẽ căn một pha lao Violet và đã có ulti khống chế là có, nhưng đã có giải hiệu đến từ Mina rồi.
và khả năng quả này mình chắc không cứu thêm được nhá. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ biến về nhá. Cái biến về bộ trang phục lại khá là chất anh ạ. Đó, con phượng hoàng nó cắp lên vai tha mình vài luôn. Rồi ok nhá, bây giờ thì team bạn đang một cái pha người ta gọi lấn áp vào cái phần rừng của team mình. Đó, và bây giờ chúng ta cũng sẽ ra. Ủa nhưng mà vẫn giữ lại được buồn của Roxy. Đó, khá là tốt rồi. Rồi bây giờ tiếp tục đẩy đường dòng và pha. Ui me. Ui me L lần khống chế luôn anh ạ. Ủa ngộ không phải Nakroth lại Alistair lại Vera. Nó liên tục 4 cái khống chế dồn vào mình. Đó quả đấy cũng mà phun chiều chẳng chả chạy nữa rồi. Đó, bây giờ Nakroth team bạn nó cũng khá là xanh rồi nha. Đó ăn được đúng mạng của mình rồi anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái truy cổ nha. Đó để tăng cái khả năng hit and run của cái vị tướng Lavi lên. Đó và lên xong cái truy cổ này thì chúng ta khi về lết ý, thì cái truy cổ này anh em có thể lên là cái gì nhỉ? Kiếm Uriel này hay là cái phước kiếm đó mình thấy cũng được. Đó thì có thể tăng cho chúng ta tăng tốc đánh. Đó sau mỗi cái lần đánh thường của mình. Nhưng mà mình nghĩ cái chỉ cổ ấy thì nó chỉ mạnh trong giai đoạn lửa đồ ấy thôi. Còn về lết mà chúng ta thí dụ lên cái phước kiếm đó thì bắn nó cũng không quá là rát đâu nhá. Mà về lết thì mình nghĩ là anh em lên bán chỉ cổ đi và đổi sang là cái gì Ryoga. Đó thì nó sẽ là một lối trang bị mạnh nhất của vị tướng Lavin. Đó vừa có thể giúp chúng ta tăng tốc chạy, vừa có thể làm chậm kẻ địch và vừa có thể giúp chúng ta tăng một lượng máu rất là lớn. Đó cùng lượng giáp phép và giáp vật lý nhá. Đó thì mình nghĩ là một lối trang bị rất là ổn. Đó này có thể giúp vị tướng Lavin hit and run cực kỳ là mạnh luôn. Và đảm bảo luôn anh ạ, đó khi về lết nhá thì mỗi cái lần chúng ta kiểu như là bắn vào tướng địch ấy, đó tướng địch vừa bị làm chậm mà chúng ta được tăng tốc chạy. Kiểu như những cái con mồi mà bị vị tướng Lavin nó nhắm vào rất là khó để có thể chạy. Rồi trên này đã có combat rồi nhá, nhưng mà từ từ anh ạ, đó chúng ta cứ đi sau thôi. Đó không lao lên sớm gì. Đó cứ rút giữ khoảng cách, chứ còn pha đấy mà chúng ta lên sớm thì khả năng sẽ lãng bị thanh niên Mina kia kéo rồi. Và trong khi chơi AD thì anh em lưu ý cho mình nhá, đó là khi chúng ta chơi AD thì đừng bao giờ di chuyển cao. Đó luôn luôn di chuyển thấp, đó để tạo cái khoảng cách an toàn giữa mình và những người đồng đội và cả sát thủ của team bạn. Hay có thể hiểu đơn giản hơn có nghĩa là khi giao tranh thì chúng ta lên lấp sâu sâu một tí ạ. Đó khi nào nhìn thấy sát thủ, kiểu cả hai vị tướng sát thủ của team bạn ấy, đó có mặt trên bản đồ thì chúng ta hãy lao ra nhá. Tại vì chúng ta mà lao ra sớm ấy thì khả năng chúng ta là người bị nhắm vào sẽ khá là cao. Đó thì vì anh em biết rồi, trong giao tranh thì sát thủ nhiệm vụ của nó là bắt AD và sút bot, AD và AP. Đó thế nên khi chơi thì chúng ta cứ lúp đi, đó, đợi khi nào sát thủ team bạn nó lóng lòng chui ra trước rồi, chúng ta hãy vào sau thì khả năng bị bắt của chúng ta nó sẽ được giảm đi khá là nhiều. Đó trong pha giao tranh này anh em để ý nhá là bắt đầu không có ngộ không với Na này. Và bây giờ đã thấy Na rồi nhá. Và bây giờ vẫn chưa thấy ngộ không đâu. Và ở đây ngộ không và Na đã ra rồi thì bây giờ chính là lúc an toàn mà chúng ta đã có thể ra. Đó anh em chỉ cần cắt một thế thôi thì hầu như chơi rất là khó những cái vị tướng sát thủ nào có thể bắt được mình. Đó và mình thì cứ đi sau và chơi thôi. Và nói tiếp với lối trang bị ngắm nách của mình. Đó thì slot đầu chính là cái giày du mục này. Slot 2 chính là cái thánh kiếm. Slot 3 thì nó chính là cái chỉ cổ. Nhưng mà mình sẽ thay bằng cái rìu yoga nha. Đó nhưng mà đấy là lết thôi nhá. Đó lết thì chúng ta sẽ bán cái chỉ cổ lên rìu yoga. Lên slot thứ 4 thì chúng ta sẽ lên được cái dòng đạo tác. Slot thứ 5 và thứ 6 chính là cái thì nhà huyết kiếm. Hay người ta gọi là cái kiếm hút máu. Và đến cái slot cuối cùng chính là kiếm Muramasa nha. Anh em có thể đổi thứ tự slot thứ 5 và thứ 6 lên cũng được. Đó mình thấy không sao cả. Đó tại vì sao mà trận này mình không lên cung tà ma mà mình lên cái gì nhỉ? Cái quỷ kiếm này. Tại vì cái quỷ kiếm này có thể giúp chúng ta hút máu được mạnh hơn. Đó cung tà ma rất là nhiều. Đó tại vì cung tà ma thì nó chỉ có thời điểm thôi. Nó kiểu 60 giây nó hồi một lần. Và giả sử mà trong cái giao tranh đấy mà chúng ta bị ăn cái hiệu ứng kháng hút máu đến từ cái sách chuồn hoặc là kiếm chuồn thì cái cung tà ma hầu như nó sẽ bị phế. Còn cái quỷ kiếm này thì có hai điều mình cực kỳ là thích đó và mình ưu tiên lên nó đầu tiên. Đó chính là thứ nhất là nó gì nhỉ? Hút máu nhiều là một. Và điều thứ hai là cái điều quan trọng nhất mà mình thấy cái quỷ kiếm này rất là tối ưu. Đó chính là nó rất là rẻ luôn anh ạ. Đó nên chúng ta chỉ cần farm một tí không cần farm nhiều. Đó chúng ta vẫn đã lên xong cái quỷ kiếm rồi. Nhưng cái cung tà ma thì nó cực kỳ là đắt luôn. Và pha này liệu ăn được Violet nhỉ? Và khả năng chúng ta vẫn ăn được Violet rồi. Đó, khá là thơm rồi, đó 12 nha, mà trong 10 phút. Kiểu như là mỗi phút lại có một mạng đây anh ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở về pha. Đó và tí nữa lết thì anh em hãy thấy cái lối đồ là như thế nào.
Và cái bảng ngọc ngày hôm nay của mình thì thật ra cái ngọc tím ý, chúng ta ép một lửa tăng tốc chạy, một lửa hút máu, nó lên cái tỷ lệ hút máu thì nó không nhiều, đó là mình nghĩ là lên quỷ kiếm nó sẽ hợp lý rồi. Cũng như mọi lần thôi, nếu cách chơi đánh thì mình sẽ lối lên cách khắc chế vị tướng Lavin này nhá. Nó thể khắc chế vị tướng Lavin này thì cũng cực kỳ là dễ thôi. Còn chúng ta chỉ cần căn cho lao vào vị tướng Lavin nó mất chiêu 2 thì chúng ta lao vào bắt thì nó cực kỳ là dễ dàng. Chứ còn để mà vị tướng Lavin vẫn còn chiêu 2 mà gặp những người chơi Lavin Pro ấy, đó người ta có thể lé được những cái lần hất tung và bắt vào khá là đơn giản. Đó, lên chơi thì anh em chỉ cần lưu ý thế là có thể khắc chế vị tướng Lavin rất là dễ dàng nhá. Đó, và hoặc nếu anh em nào mà muốn xem chi tiết hơn đó về cách chơi, cách đánh thì nó gọi là chi tiết cực kỳ luôn đấy. Đó, từ A đến Z thì anh em có thể quay lại cái video Lavin mùa 17 mình. Đó, anh em có thể lên YouTube anh em đánh là gì nhỉ? Lavin mùa 17 là tờ giờ LQ. Đó là nó cũng sẽ có cái video về Lavin đấy nhá. Và bây giờ thì mình nghĩ team chúng ta đẩy lên là cũng có thể win được rồi. Đó là một cái pha luyện ngục tiếp tục từ mà lốc hất tung và chém được 2 người và ulti kết liễu là Violet này và 3 người làm xuống rồi. Và bây giờ thì mình nghĩ đẩy trụ lên sẽ là win thôi. Đó, bây giờ team bạn thì mình nghĩ khả năng sẽ không là đép được nữa rồi. Đó, khi ở đây là mỗi vị tướng Nakroth và vị tướng Ngộ Không thôi. Và cái video ngày hôm nay của mình đó về vị tướng Lavin đến đây là hết anh em. Nếu anh em nào thì hãy cho mình một like này và một đăng ký kênh. Đó, để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé. Bye bye.